Thì hôm nay cũng nhắc về lời của Đức Thầy chứ không có bàn. Kính thưa chư quý vị, qua lời Đức Thầy mà lãnh năm sắc lệnh xuống đây đó, mục đích là cứu đời và lập quốc. Cho nên Ngài được lệnh xuống đây đó, cái thiên cơ Ngài đã nói hết cho chúng ta biết. Vì nó nhiều cái diễn biến của cái hạ ngôn hạ này, cũng như Ngài nói hạ ngôn nay đã hết đời. Mà khi hết nó diễn biến nhiều hiện tượng, nào là đau chết, rồi nào là giặc giả, rồi nước dâng lửa cháy. Vậy thì đây chúng ta mà tới cái ngày mà để mà dự hội Long Hoa vô bốn thẻ đó ha, là nó nhiều cái mà để lừa lọc chúng ta. Cho nên bây giờ cấm đó thì ông nói đó, Trường Lâm thì đã thấy ngày này đi chứ. Trần bái núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ngôi. Tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báo thai. Trần lập hội nổ ba tiếng sấm, các đá bay núi lở tan tành. Nơi Thất Sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để giành lập hội. Đủ thành trì bốn bên ngoại nội, cùng pha lê rực rỡ sáng ời. Có tứ linh chầu trực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trị. Đất Nam Việt có ngôi báo vị, ngôi là ngôi vua đó. Năm châu vậy đó, thì tới chừng đó, đây cho tới đó, tôi mong rằng quý ông bà cô bác đó, bây giờ một là phải ăn chay để dừng nghiệp, thứ hai là cúng lại, thứ ba là niệm Phật đặng coi đời. Chứ đây cho tới cái ngày mà lập đời đó ha, thì nó nhiều cái hiện tượng khổ lắm không ạ? Khổ. A Di Đà Phật. Lễ kính Phật và kính Đức Thầy, hôm nay nhân duyên gặp được ông hai để hỏi đạo đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Các đứng bề trên về cảm ứng chứng minh, hôm nay cũng có nhân duyên gặp các cháu đến đây để trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy. Nhưng mà hôm nay cũng nhắc lại lời của Đức Thầy chứ không có bàn. Kính thưa chư quý vị, qua lời Đức Thầy mà lãnh năm sắc lệnh xuống đây đó, mục đích là cứu đời và lập quốc. Cho nên Ngài được lệnh xuống đây đó, cái thiên cơ Ngài đã nói hết cho chúng ta biết. Vì nó nhiều cái diễn biến của cái hạ ngôn hạ này, cũng như Ngài nói hạ ngôn nay đã hết đời. Mà khi hết nó diễn biến nhiều hiện tượng, nào là đau chết, rồi nào là giặc giả, rồi nước dâng lửa cháy, hầm tha xấu bắt, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy. Vậy thì từ đây cho đến cái ngày mà sấm nổ để mà chọn cái người hiền nó lập cái đời thượng quân đó, thì nó rất là nhiều cái hiện tượng xảy ra. Vậy thì Đức Thầy chỉ chúng ta bây giờ có cách là phải tu để đặng rồi mới sống qua đời thượng quân. Vì đây là đến cái ngày đó là cái ngày lọc lừa sàng sải. Vậy thì tôi nói cũng đơn sơ, đây cho tới cái ngày mà sấm nổ đó, có thể là trên 10 cái chuyện mà xảy ra để mà lừa lọc cái người hung và người hiền. Vì lập đồ hồi Long Hoa đặng có hiền đức được là bao nhiêu. Vậy thì cái thời kỳ này là thời kỳ tranh đấu, con người nó quá hung dữ, cho nên vì thế mà Đức Phật mới xuống đây rồi mở cái đạo chỉ chúng ta để mà làm hiền, đặng sống cái đời thượng nguyên. Vậy thì trước nhất á, thì nó có ba cái điều kiện mà báo hiệu, cũng như trời, đất, rồi người. Thì trời giông gió sái mùa sái tiết, rồi sụp đất, rồi động đất này kia, rồi hạn hán, rồi bão lụt đó. Đó là cái điểm trời. Rồi điểm đất cũng vậy, bây giờ đó sụp đất, động đất này kia thì đã có rồi. Vì thế mà bây giờ chúng ta tin qua Đức Thầy là một vị Phật, mà ông Phật á, thì ông hiểu hết việc thiên lý một bầu đều hẳn, thiên là trời, mà lý của trời không biết hết. Cho nên ông nói việc thiên cơ cùng tỏ trơn cho bá tánh tường nơi lao lý. Vậy thì Ngài xuống đây Ngài mách bảo cho chúng ta biết những cái việc mà xảy ra đó, để đặng rồi chúng ta ráng lập thân, đặng rồi sống cái đời thuận hơn. Vì thế mà kính thưa chư quý vị, một là cái giai đoạn mà giặc giả Biển Đông đó, là trận giặc thứ ba nó xảy ra rồi đó, là lựa chúng ta ăn cái, cũng như tôi nói vừa qua đó là cái bệnh Covid đã lựa ăn cái rồi đó, mà mình còn sống đây đó là cũng may nhờ có cái đức.
Rồi đây tới trận giặc thứ ba đó, mà nếu mà nguyên tử hạt nhân bơm kiếm mà nó nhận nút đó, thì cũng lựa cái nữa đó. Rồi còn những cái mà nữa, cũng như thầy nói rồi, bệnh trời lựa cái nữa, rồi nó sấm nổ tối trời tối đất, rồi thú dữ lộng hành lựa cái nữa, nó rồi nghĩa là qua liền năm nước chặt đàn lựa cái nữa, hoặc là thập bát quốc chư hầu giành xé 18 nước tranh giành nữa. Thì như vậy đây cho tới ngày đó nhiều cái giai đoạn xảy ra, rồi tới ông Năm Chèo. Vậy thì cái ông Năm Chèo đó vừa qua thì cũng nghe đồn tới đồn lui, nhưng mà kính thưa chư quý vị, cái ông Năm Chèo là có thật, đó là giảng Đức Thầy chứng minh. À, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Vậy thì tới cái giai đoạn ông Năm Chèo ông lựa nữa. Vậy thì bây giờ mình mới thấy cái việc khổ mà Đức Thầy cho biết cái biến chuyển như vậy đó, chúng ta còn sống hay không? Thì bây giờ chúng ta chỉ có cách là phải tin Đức Thầy là một Phật, mà ông xuống đây ông nói thiên cơ để cho mình biết đặn rồi mình lập thân, chứ không có gì hết. Bây giờ nghe theo lời chỉ thì ngày rà gặp ta, còn ai mà ta dạy chẳng dình thì sao, đừng trách mất tình yêu thương. Vậy thì kính thưa chư quý vị, nói về ông Năm Chèo đó thì cái chuyện này nó đã có thật tình, nhưng mà đó là một xấu thần, nó nằm đó chờ đợi. Phải chờ đợi chừng nào? Chờ đợi chừng nào mà sấm nổ là ông giật mình cái, là ông dùng mình cái, là một cù lao sụp trước làm đầu mã lòng ứng ngữ. Thì như vậy đó, tới cái ngày dài ông Năm Chèo nổi lên, nhưng mà không biết chừng nào, qua lời Đức Thầy cho biết rồi ông Năm Chèo ông nằm ở dưới đó đó, mà chờ chừng nào. Theo ý tôi thì tôi nghĩ rằng chừng nào mà sấm nổ đó ông giật mình, bây giờ ông nằm yên đó, chờ cái thời kỳ đó. Vậy thì cái thời kỳ đặng rồi ông tuyển lựa đặng cái hội Long Hoa này đó, coi có ai hiền ai dữ. Bây giờ lập rồi hồi hôm qua đang có hiền đức được là bao nhiêu, vậy thì lập rồi hồi hôm qua là chọn người hiền. Bây giờ kỳ này đó thầy nói rằng diệt tà lập chánh thành rành, nói vậy thì bây giờ mình rất may, may là có Đức Thầy là một vị Phật chỉ dẫn cho chúng ta để rồi chúng ta lập thân. Vì kính thưa chư quý vị, cái gì mà thầy nói đều phải có, cũng như cái trận giặc thứ nhì đó, đệ nhị thế chiến đó, thầy nói trước thì nó xảy ra rồi, nó có rồi, nó chấm dứt lúc nào thầy cũng nói rồi. Đây là tới trận giặc thứ ba rồi, những cái hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đan này kia đó, thầy nói nhiều cái mà Đức Thầy cho biết. Vậy thì đây chúng ta mà tới cái ngày mà để mà dự hội Long Hoa vô bốn thẻ đó ha, là nó nhiều cái mà để lừa lọc chúng ta. Năm thìn, năm thiệt là rồng. Thiệt là rồng là thiệt là con rồng đó. Rồng gì này rồng dữ rồi. Nanh, rút, dãy dùng, nổi lông đông là con dài rồng mà nó dữ lắm. Nó uống quanh là khúc rút nanh lận. Nổi lông đông. Lông đông là khổ sở. Đói đau. Nè. Đói đau. Chiến tranh đói đau chết chóc toàn lấy thứ. Lo nổi đói đau giống là hồng. Thì là con rồng không đó. Mà có chỗ khác ông nói. Mẹo đã hết rồng bay dơ dẫn, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Nghe hai cái câu nào ông thấy ớn chưa? Mẹo đã hết rồng bay dơ dẫn. Rồi nói câu sau nè. Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Một nước có thể nó gây cắn 5-6 nước, 3-4 nước. Nó như vậy mà chiến tranh không nổ sao được. Lê dân trăm họ sáu sào, rã rời phụ tử máu đầu tung rơi. Chừng đó là cha con không còn ở chung nhà được nữa. Chạy tán lạc hết trơn à. Chiến tranh chạy tán lạc hết trơn à. Nó máu đầu tung rơi. Thành ra cái cảnh đó. Đó. Rồi Đức Thầy mới nói xem nè. Cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, sao dân còn chịu mến trần mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Đó, thành ra ông thấy cái chiến tranh đó là cho mình kể nè.
Ông nói cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát xóm riền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Thiết tha giải cái nghĩa trong cái mà à, ông cái gì đọc chúng còn ha, à ông đọc chúng còn đó, thì ông giải là thiết tha có nghĩa là đau như cưa như cắt vậy, khổ đau như cưa như cắt vậy, nhức nhối. Bây giờ các nước ngoài, bây giờ UNA bây giờ tám cư nước ngoài hết trơn, chứ ở đó sao sống nổi, nó ở đó nó bơm thục sao nổi. Bây giờ cái giải ra bây giờ đây nè, kêu tán cư qua phương hướng nam, mà có người nhà ta ở đó biểu tán cư rồi, cả cư ta đi đâu ăn đâu nhà đâu ở, có một số đi một số không đi là số đó là chết chứ, thục một cái chết hết trơn. Nhà sập mà người tiêu người chết, ông thấy á, tôi bắt là mạng nè, ở nước ngoài nó thấy khổ sở quá đi, ban đêm là không có điện luôn, không có nước uống luôn, cúp cái vàng nước không có nước luôn, đặng nó không cho ba thằng mà Hamas uống mà cúp nước luôn. Rồi á đói khát quá rồi máy bay ở nước ngoài ta mới đem qua, đem gạo qua rồi ta nấu cháo, chỉ cho người được một còn men vậy nè, là cháo không có gì ăn hết. Vậy mà có người sinh không có cháo mà ăn nữa, không thấy mà đông người gặp luôn, khổ lắm luôn. Thành nơi thấy cái cảnh ở ngoài đó, bà con bắt lên thấy trên mạng ở ngoài vậy đó, rồi bà con mới thức tỉnh mà mới giác ngộ tu. Người ta như vậy đó, sau này mình cũng như vậy nữa đó, nhưng mà mình chưa tới thì mình ráng tu đi, để sau này chiến tranh bảy núi trong này nè mà có nổ một cái rồi đó, mình có phước đức trời Phật chư thần mới che chở mình qua đó. Mà ông nói nè, ông nói là trong nước cấm đó, thì ông nói đó Trần Lâm cái đó thấy ngày nay đi chứ. Trần bái núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ngôi, tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báo thai. Thành ra tu á, sau này á, khi mà sấm nổ rồi, thứ nhất thì ông chào dậy, thứ hai ba tiếng sấm nổ thì Trần Lập Hội nổ ba tiếng sấm, các đá bay núi lở tan tành, nơi Thất Sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để giành lập hội, đủ thành trì bốn bên ngoại nội, cùng pha lê rực rỡ sáng ời, có tứ linh chầu trực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trị đất Nam Việt, có ngôi báo vị, ngôi là ngôi vua đó, năm châu này chỉ một nơi đây, năm châu bốn biển này không có nước nào có hết, chỉ có nước Việt Nam mình có cái ngôi vị mà ông trời dành trong vua Minh Dương ngồi. Bởi vì ông vua Minh Dương là vua, thấy không, là con của ông trời, mới gọi là thiên tử, chứ thiên là trời, chứ tử là con, tức là vua, ông vua là con của trời đó. Mình cũng con trời nữa, nhưng mà mình con út, còn ông đó là ông con thứ nhất của ông trời đó. Thành ra ông dành cái ngôi vị sẵn sàng bằng vàng bạc lưu ly bảy thứ báu cho con thứ nhất của ông về đó cai trị ngôi trời, để cho mình tu thành đó vậy. Thì mình á, đây là tu đi, đặng sau làm đệ tử mà làm vua, làm đề mà lính của ông vua Minh Hoàng, là nữa sau mình hưởng cái cảnh mà an cư lạc nghiệp. Nữa sau cái đời Xuân Ngoan sau đó có một cái núi bằng đá mà sao thành vàng không, để ông vua ông phát cho mình nè, mỗi một cái nước có một cái chùa một thôi, một cái chùa một trong nước. Thì hồi đó, lúc đó đi bằng thần thông không, đâu có xa, đây miền Bắc nhé, mắt cái tới rồi chỉ có cái chùa thôi. Rồi á, người nào mà ngày rằm mà ngày đó lại cúng là tụng kinh, bước bao nhiêu miếng kinh ghi vô đó, tự mình ghi. Rồi qua cái tháng sau là giáp tháng, rồi tụng rồi bao nhiêu cộng lại, rồi ông vua Minh Dương phát tiền, phát vàng đó đó cho mình, mình tu vẫn có tiền, thấy không. Đây là trong cái cuốn là của ông Bô Sư Giải, ông Bổn Sư ông nói đó, mình coi trong đó mình viết, mình mới dựa trong đó mình nói ra chứ không phải mình biết nha đó. Mà cái đời đó đó, người ta ăn thở thiệt tình không à, không ai dám xây chút xíu nào hết đó.
có lòng gian thì đâu có về bển được ở. Thành ra ghi bao nhiêu, nói bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu thì ông vua ông phát tiền. Nói 3.000 biến thì phát tiền 3 biến, ông đi 5.000 biến phát có tiền 5 biến. Chỉ có mình tu không cũng được tiền, không khó có mặn cái gì hết. Thấy cái đời vậy, thấy thuận hòa trăm họ đời an lạc, chừng ấy xe tiên thế giúp vậy. Chừng đó đó mình đi được một thằng thông thôi, chứ đâu có phải đi bộ nữa. Thành ra trong chùa một cái nước một à, một cái chùa một à, nước một cái chùa một à. Đó, tu hành vậy đó. Chớ không tu á, để sau này á, là cái chiến tranh bãi núi á, nó nổ lên cái á. Đây là tôi đọc tới xuống nữa nè, chứ còn giờ còn một phút nữa nè, bà con mới ê hề, thi thi. Ghê à? Đó. Đó. Bằng pha lê rực rỡ sáng ngời, có tứ linh chầu trực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trị. Nước Nam Việt có ngôi báo vị, năm châu này chỉ một nơi đây. Cờ Quỳnh Long câu thấu trên mây. Cờ Quỳnh Long nữa sao câu thơ câu thấu gần trên mây vậy đó. Khắp bốn biển Đông Tây đều thấy, cả vạn quốc nước nào chúa nấy. Cùng kéo đầm kéo vào nơi ấy chiến chinh, đài bát quái tiếng nổ liên thinh, trái bom nổ rung rinh mặt đất. Nga Anh Mỹ đồng minh lớn mật, Đức Ý cùng chúa mừng Nhật to gan. Cái chết coi xem rất nhẹ nhàng, trong thay phút, trong giây phút thay nằm chật đất. Rồng nói thêm nữa nè, giọt máu kia là chảy ra như suối, đến tận nơi là buổi cuối cùng. Lúc quốc tranh đó, quốc tranh là lúc nhiều nước đó, lúc nhiều nước tranh đó, nhiều phép lạ lùng, lớp trên khỏi không trung hỗn chiến, tàu Anh Mỹ trầm lưng nơi biển, giữa chừng là điển Linh Quang, tớp ở dưới này là xe tăng binh bị, tàu ngầm máy bay. Đó, bởi vì ông Thánh mới nói nè, ông Thánh mới nói, trời ơi sao ói biến bay, xe kia biến lội mà tại xe ngừng, súng sao chẳng nổ, không chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Đó, ói biến bay tức là máy bay đó, rồi cá kia biến lội tức là tàu ngầm đó. Tới lúc nó quánh một cái là hải hùng luôn. Giọt máu kia chảy ra như suối vậy, như cái ngọn suối nó chảy lên ào ào ầm 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 vậy. Đến tận nơi là buổi cuối cùng, lúc quốc tranh nhiều nước phép lạ lùng, lớp trên khỏi không trung hỗn chiến, là năm vị công chúa quánh nửa lần với các vị tiên. Quánh một phép không? Nước luôn hả? Ừ. Nói thì nguyên văn ông đọc, tôi đọc theo, tôi đâu có nói láo chút nào đâu. Hết nước uống rồi. Thành ra đó rồi ông nói là thất sơn đồng lớn chiến trường gớm ghê, kẻ ác đức chịu bề khói lửa, nỗi đau binh trang chứa một bầu, từ đây đến việc không lâu. Tu đừng mạnh yếu mà nặng sầu bên lưng, là tu mình để giàu rồi mình tu rồi mình còn hiếp đáp người ta ha. Ấy rồi mình có mấy người mà giàu có cái xe Nhật cái là đi cầu nguyện mà còn phân hai phe. Phe Nhật là phe giàu, mua xe Nhật chạy, xe đạp thôi mà xe Nhật đi với phe Nhật. Còn phe Trung Quốc á, là phe nghèo không có tiền mua xe Nhật thì phe Trung Quốc đi Trung Quốc. Tu mà còn phe phía nữa thì làm sao mà phản chứng được. Thành ra tu có phe phía nữa là không được. Tu là phải thương nhau, thương xót lẫn nhau như con một cha, dìu dắt nhờ lẫn nhau vào con đường đạo đức. Như vậy mới đúng ý nghĩa của Phật, của Đức Thầy đã chỉ dạy. Còn tu mà con phân biệt giàu nghèo, còn phân biệt lớn nhỏ, còn phân biệt cao thấp nữa, thì không được. Cái tu nó còn nhân ngã dữ vậy. Phút 10 phút nó nghỉ cũng... Đó, bây giờ đó, ông thấy ông nói là cuộc đời quá khổ, không chỗ nào vui, xét tới xem lui, chỉ có tu là hạnh phúc. Bài tường trong đục, cạn lẽ thiệt hơn, mau sớm quay chân để còn cơ hội. Chớ gây điều tội, chớ vướng điều tà, lập hội long qua thì là có mặt. Đèn trời sắp tắt, trái đất sắp tiêu, làm phước cho nhiều, từ bi cho khá, cõi trần tạm giả, xin chớ vấn vương. Về chốn Tây Phương mới là vĩnh cửu. Đó. Còn ông ba ông nói nè, diệt máy thiên cơ,
người cũng ngó lơ, nó ổng tỏ bài cái việc thiên cơ đó, mà người cũng có lơ, tôi ngơ ngẩn dạ. Bây giờ hí hẩn không lo, gặp cơn bát loạn mà nằm co kêu trời. Bây giờ hí hẩn không lo, gặp cơn bát loạn mà nằm co kêu trời, lo giàu ít kẻ lo đời, gặp cơn bát loạn mà kêu trời thấu đâu. Nghe nói thấy ghê không? Nó rồi ông nói nè, lời dục thúc hành tu hành gắn gỗ này bả ra đời khổ tới rồi đó, ông cho biết là đời khổ tới rồi đó. Lòng lo lắm việc bất tường, một ngày một đến đủ đường đàn tay, nỗi sầu nạn lạc tên bay, nỗi thương giặc giá trong ngoài hại dân. Khắp thế giới thảm thê thảm, giặc bao trùm xe trạm lúa chen, từ đây nước lửa tràn trề, binh đao dồn dập ê hề thay thi. Đó cũng bởi thời kỳ tận diệt nên nhiều điều thảm thiết lê dân. Đó, thành ra ông cho biết cái cõi đời này đó, cõi đời tạm rồi, thành ra mình phải tu mới còn, chứ không tu thì sau này khổ sở lắm. Mà ông nói cái thời kỳ đó, bây giờ mình mê đắm theo cái sắc tiền tài danh lợi giàu sang phú quý, thì cái của này của giả bà con ơi, bà con chỉ hưởng thời gian rồi á, thì khi con người mình tới cái nhân quả đến rồi thì mình đã không có nổi, không có phước đức đỡ nổi đó, mà mình phải ráng tu có phước đức mới được ân trên gia chở, mới còn sống qua những cái ngày đại nạn ở sau này đó. Sau này đó mà mình vì tiền vì bạc đó, bây giờ nói qua một phút vì tiền, con bà con có đem tiền theo bạc được không đó, hay là mình sống vì tiền nữa rồi tiền bạc nó cũng không có cứu mình được đó. Mà giảng xưa cũng nói, làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng, lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình, xác thân nhất định ra sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng, vì tiền để làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời, giữ thân trái đạo thân rời, tiền làm phi pháp tiền đâu, tiền rơi không còn, mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại còn là làm thêm tăng, càng tham càng nặng quá tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình, nghiệp kia vẫn lộ tử sanh, lần này khổ gấp muôn ngàn lần qua, để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không, chi bằng mượn lớp bụi hồng, lớp đường sanh tử dung trồng thiện căn.
Muộn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu khen rằng lời ấy Ngọc Châu không bì. Nhận mình đã quá ngu si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đổi để cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt theo chầu, hôm nay mới được lời mầu dạy khuyên. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu. Thật tâm hướng thiện hoài đầu, chỉ trong dứt khắc theo chầu Như Lai. Ví dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Đó, thành ra chia sẻ với bà con một phút gì đó. Mà bây giờ mà đi mình tham tiền bạc thì tiền bạc nó giả tạm, nhưng mà mình bằng cái để đủ sống thôi, đừng cái gì tiền bạc nó giật giả mà mình vì nó mà làm gây ra cái tội lỗi rồi cái nghiệp mang theo mình. Đó, thì mình thấy mình là cái điều đó là mình khổ lắm. Mà ông sư giải bán khoai ông còn nói hai câu như vậy, tôi thấy hai câu này quá hay. Ông nói quay tôi vẫn nhớ hoài. Ông nói tạo tiền bạc con vợ ấm no, tạo của tiền cho con vợ ấm no, thác âm phủ một mình chịu khổ. Đó, mình bằng ra vợ con có tiền có bạc, giàu có đất cát nhà cửa xe cộ đủ đầy, nhưng mà mình làm cái chuyện không phải, giàu có ra không có làm phước, làm cái chuyện lành thiện không ráng tu thì không được phước, mà sống cõi đời này thì gây cái tội nhiều, thì gây cái tội nhiều thì chết phải xa vọng phủ, thì vợ con đâu có chịu thế, chỉ có một mình chịu, mình hưởng bị đạ đài dưới địa ngục mà thôi. Mà qua lời giảng kinh của tổ thầy cũng hiểu biết trước hết trơn, ông Phật ông biết trước hết trơn á, thành ra ông ấy chỉ dạy mình một đoạn giảng sau đây. Một đoạn giảng này nói nghe cũng hay lắm. Mà Đức Thầy đã thường dạy dỗ chúng ta nhiều lúc, nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều quận, dần qua xảy lợi, nói tới xem lui này kia đủ cợi kệ kinh cho mình, ý này nghĩa nọ cho mình thấm để mình giác ngộ. Đó, cái người mà có căn rồi đó thì chỉ nói nghe nói xương lợi Phật là ta tin, ta tu liền. Còn cái người mà chưa giác ngộ đó, nói nhiều cũng không có nghe. Thành ra ông sinh sĩ mới nói độ khôn chỉ có một xu, độ ngu độ tốn mấy lu tiền đồng cũng không tu nữa. Mấy lu luôn phải không? Độ khôn độ có một xu một à, tiền xe đi có xu một là độ đó được rồi. Mà độ ngu á, độ hết mấy cái lu tiền đồng mà bà cắt ra, hết mấy lu tiền đồng mà chốt của người đó không tu, bởi vì chưa có duyên với Phật đó. Thành ra bây giờ lời nói này tôi nói đây là lời ông Phật của thánh của tiên đã lại nói, tôi nói ra để bà con xem đó bài giác ngộ tu hành. Đời này chỉ tu mới còn, không tu là từ từ sẽ đi vào cái nhân quả, ông trời ông hành phạt là đi hết. Cái lúc này là lúc trời sàn sải nè. Mà Đức Thầy có nói một câu nè: ta dừng tay chờ đợi lên thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đó, nghe câu này tôi nói ấn sinh sống. Từ đây Phật á, Đức Thầy, các vị Phật, vị tiên thánh không bao giờ giết chúng sanh, nhưng chúng sanh nghe thì tu thì chúng sanh hưởng, chúng sanh không tu thì nữa tai họa chúng sanh chịu, chứ Phật không có chịu. Ha. Thành ra đó bây giờ đó, ông Phật nói ra cho mình
biết giác ngộ tu hành, để sau này mình còn cái hạnh hưởng sống qua cõi đời Thượng Quân Thánh Đức, sống qua cái cảnh là của Đức Phật A Di Đà, mà hạnh hưởng cả là muôn ngàn năm bến đó. Ngọc muôn màu kết tụ làm rèm bên cực lạc á, bên cõi đời Thượng Quân á, lầu đài dinh thự dãy đầy, đi thì lại có lộng tàn phủ che. Mà ông nói nè, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc người xem mỗi mắt. Nó tu qua bển ở lầu đài không, mà mình không tu, mình ở bên đây trong cảnh tạm đó. Rồi gặp á là ai ôi, ông nói cái câu này thức tỉnh mình nè, ai ôi nay ở cao lầu, mai sau giông bão trốn đâu hỡi người. Đó, sau này có giông to bão tố lớn đó, rồi nhà lầu nhà tường của mình đó, nhắm chịu nổi với cái phong ba bão tố của sóng thần sụp đất không, sẽ sụp hết. Mà ở cao lầu mà biết tu, biết niệm Phật, biết làm lành, biết cứu giúp xã hội, thì cái người này cũng phước đức, thì cái người này cũng được ân trên cứu khỏi tai nạn đó. Chứ không tu á thì ai ơi nay đã ở cao lầu, ở cao lầu mà không tu đó, đến cơn giông bão trốn đâu hả người, trốn đâu, không có tu không có tạo cái phước là không có trốn đâu khỏi. Như vậy đó thì tới chừng đó, đây cho tới đó nó mong rằng quý ông bà cô bác đó, bây giờ một là phải ăn chay để dừng nghiệp, thứ hai là cúng lại, thứ ba là niệm Phật đặng coi đời. Chứ đây cho tới cái ngày mà lập đời đó ha, thì nó nhiều cái hiện tượng khổ lắm, dữ không? Khổ. Bây giờ ngày lại ngày siết chặt trong nồi như cái bù lon vậy đó. Yeah. Mình dặn vô càng ngày càng đau. Khổ với thảm ngày nay có mấy. Nói như vậy nhưng mà trận giặc này, trận giặc kia, ôm giặc chết này kia rồi đó, hay lên nhà thương rồi thấy nó bệnh hoạn này kia đó. Nó khổ này kia. Rồi nhiều chỗ thì sụp đất, chiến tranh này kia, Ukraine với mà Nga rồi này kia đánh nhau hoài đó. Đó, đây rồi lần lần binh với nhau, đây rồi mới xảy ra chuyện lớn nữa. Yeah. Nhưng mà đến trận diệt thứ ba đó là cuối cùng, đệ tam thế chiến như cái tuồng hát mà ba màn, rồi cái màn chót đó già là giảng. Nhưng mà nhớ rằng khi mà giảng á, không còn mấy người, cũng như phim truyện vậy, trăm tập hay là mấy chục tập cũng vậy, chừng giảng rồi không còn mấy người. Vậy thì cái hạ môn này cũng vậy, Đức Thầy nó tuyển lựa. Cho nên mong rằng quý ông bà cô bác bây giờ nhớ ráng tin Đức Thầy, mà ông xuống đây là ông cứu mình, rồi ông lập lại cái đời Thượng Quân, ban thưởng cho mình hưởng cái đời Thượng Quân là cái đời tiên tại thế. Vậy thì ông cũng mách bảo cho biết bây giờ mình ráng lo tu đi, chứ đừng có nói cái việc ông Năm Chào thôi để đó đi. Thế nào phải có, bởi vì Đức Thầy nói là phải có. Nhưng mà không biết ngày nào, nhưng mà nhất định là phải có. Vậy vì thầy đã khẳng định là giấy trắng mực đen nói tổng mà thế giới người ta cũng tin ổng là ông Phật, mà bây giờ nó không có làm sao được, phải không? Yeah. Nhưng mà bây giờ mình nói thôi, cái ngày mai mốt thì đi ổng nổi lên rồi đặng rồi mình ráng mình lo tu riết, đặng rồi kiếm mới vốn, đặng rồi sống coi đời với người ta. Chứ đây cho tới cái ngày lập đời Thượng Quân nó nghe, tôi thấy nhiều cái diễn biến kinh khủng lắm. Mà nếu mình không tu thì khó mà sống được. Vậy thì bây giờ nó có ba cái điều kiện mà chúng ta được sống coi đời. Thứ nhất là ăn chay để dừng nghiệp và tạo phước. Đúng rồi. Đó. Bởi vì đồ lao muốn đánh sớm nghe ta, bố thí trì chay hoặc là trương dưa giữ phận cho tròn, trương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà thì mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên. Nên lập đời Thượng Quân là cảnh tiên đó, nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật, được trời, rồi coi phép lạ của tiên, của thánh. Thành ra nó quý báo dữ dằn lắm. Nhưng nên quý ông bà cô bác ráng đi, ăn chay nhiều ít. Tệ nhất là 4 ngày, có cái quy tắc của Đức Thầy đó. Thứ hai là cúng lại. Cúng lại là cái pháp môn tu cầu. Bởi vì mình đó, cái nghiệp quá dài đi, mà kỳ này đó, là nó rất mỏng manh, bây giờ mình phải cầu các đứng bề trên cũng như Bồ Tát, Phật, Tiên, Thánh, Thần này kia đó đỡ mình mới được. Cũng như bây giờ cái cây nó nặng mình vác không nổi, phải nhờ nhiều người mượn, nhiều người vác tiếp mình. Đó, vậy thì cái tu này cũng vậy.
thánh thần Phượng Phất Hồn Bay ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Vậy thì mình giờ mình lại để cầu các đứng bề trên xả tội cho mình hoặc là độ mình, đặng rồi mình tu mới vững vàng. Thứ ba là khuyên chúng sanh niệm Phật đặng coi đời. Vì ông Tâm Tạng mà từ Đông Độ qua Tây Phương Thỉnh Kinh á, 81 cái đạn. Nhưng mà nhờ thầy nói rằng lòng sáu chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Vậy thì nhờ ông niệm Phật mà ông đi tới Tây Phương Thỉnh Kinh thì mình đây cũng vậy, phải niệm Phật rồi đi mới tới núi Ông Cấm vô bốn phẻ. Còn nếu mà có chết đó, thì cái linh hồn được về cực lạc để rồi nhập vô thai sen nữa là nở ra là học đạo. Vì thì phương pháp của Đức Thầy đó, kỳ này đó Thầy thúc mình nó đời cùng tu gấp. Vì cái đời nó cùng với hai chuột nó cùng rồi, biểu mình tu gấp, tu là sửa gấp. Mà sửa gì? Sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Rồi trước là mình thì không có cái đạo đó, thì mình ăn bả nói càng này kia rồi tham lam rồi đủ thứ. Vì thế mà hôm nay được Đức Thầy dạy cặn kẽ, thành ra mình coi theo giáo lý của Đức Thầy để rồi tu sửa. Chữ tu là sửa giống gì đó, sửa xấu thành tốt, rồi sửa dữ thành hiền, sửa tà dại thành lại ngay thẳng, rồi sửa chúng sanh này trở lại thành Phật, rồi sửa sanh tử của mình trở lại thành Niết Bàn là bất sanh bất diệt. Vậy thì bây giờ nó cũng dễ, nói về cái đạo mà khó thì nó khó, còn bây giờ mình nói dễ thì nó cũng rất dễ chứ không có gì khó. Cho nên bây giờ tôi nói với ông bà cô bác, cái đời nó khổ dữ lắm rồi, bây giờ ráng tu. Bây giờ trưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây hôm nay mình gặp Đức Thầy làm vị Phật, rồi bây giờ xuống đây kỳ này là kỳ xả tội, mà kỳ này tu rất là dễ dàng, tu ở tại nhà. Thành ra bây giờ nếu mà nó tu hen thì rất dễ lắm, chứ không có khó. Thì thầy nó làm chân chánh là tiên là Phật, thì bây giờ một câu một là bây giờ mình cứ làm chánh, ăn chánh, nói chánh, nghĩ chánh thì tất nhiên nó trở lại chứ không có trên á. Hồi trước mình không có cái đạo thì mình ăn bạ nói càng này kia rồi tham lam rồi giật dọc có hung dữ này kia đó. Rồi bây giờ mình thấy cái đời nó đã hết rồi, nó khổ. Thì Đức Thầy chỉ bây giờ mình ráng tập làm hiền sửa lại. Thì bây giờ mình ráng cố gắng sửa. Mà sửa được á, thì mình đã còn giữ cái hội được. Mà giữ hội được thì chúng ta sống cái đời thượng quân là thành tiên. Vì lập lại cái đời thượng quân là cái đời tiên tại thế. Đó, cho nên sung sướng như tiên, rồi khỏe như tiên, rồi đẹp như tiên. Thành ra bây giờ mấy ông bà cô bác coi, cái đời này nếu mà chúng ta mà có làm cho có mà tiền mua bạc tỷ đi cũng không bao giờ chúng ta mua cái sự sống của ta được 100 tuổi. Nhưng mà bây giờ quý vị ăn chay cúng lại niệm Phật la ra mà qua đời thượng quan sống trên 10.000 tuổi, rồi khỏi màn cũng có ăn, khỏi lo cũng có mặc, không đau không bệnh. Rồi nó quý vô cùng tận. Vậy thì mình bỏ qua cơ hội này rất ổn. Mình xét lại từ xưa đến giờ, mình đã vô lượng lần sanh tử trong cái quả ta bà này rồi. Sanh lên lại quay già, già rồi cái bệnh chết, xuống địa ngục, 10 cửa ngục khảo tra đánh đập, rất là khổ não. Rồi hết tội cho đầu thai lên, phải nằm trong bụng người đàn bà 9 tháng 10 ngày nó rồi mới sanh ra đây, mới tập kêu ba kêu má, rồi học làm thầy làm thợ. Mà từ đó giờ đã vô lượng lần, mà hôm nay kỳ này có kỳ xả tội, mà được ông Phật cũng xuống đây, ông dẫn mình về cực lạc để hết khổ đó. Vậy thì nó quý vô cùng tận. Mà bây giờ mình không đăng ký thì rất là uổng. Cho nên mong rằng tôi cũng nguyện trên Đức Phật, Đức Thầy, Long Thần hộ pháp, gia hộ cho toàn thể chư quý vị. Hôm nay có cái nhân viên mà gặp tôi để nói lại còn lời, còn nhắc lại lời của Đức Thầy, để rồi nhờ trên độ cho quý vị tĩnh tâm hướng về trai giới công phu tu hành qua lời Đức Thầy chỉ dẫn, để đến ngày đại hội Long Hoa có mặt để rồi tiếp tục hưởng cuộc đời thượng quân thánh đức.
hoặc là về Cực Lạc để chúng ta thành Phật độ chúng sanh. Chứ quý vị ơi, thời kỳ này rồi tôi nói rồi, có bạc tiền muôn bạc tỷ cũng không mua được. Cho nên bây giờ mình ráng cố gắng đi. Đời này thấy không, nó khổ tới hoài đây rồi còn nhiều chứng dị kỳ khó kể đau. Nó rồi còn nào là nước dưng, lửa cháy, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy. Thành ra những cái đó để gì? Để chúng ta sợ rồi chúng ta tu riết kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Là vì thầy xuống đây thầy dạy mà mình nghe lời ổng thì ổng mới cứu, còn nếu không nghe lời thì ổng không cứu. Vậy ai mà ta dạy chẳng dình á thì sao, đừng trách mất tình yêu thương. Vậy thì bây giờ mình ráng nghe lời đức thầy đi, để rồi nữa ông lập lại cái đời thượng hoa, ông ban thưởng cho mình hưởng sống cái cuộc đời thượng hoa là cái đời tiên. Vậy thì cái việc gì mà nó chưa đến á, quý ông bà tin rồi đây sẽ đến. Bì đức thầy là một vị Phật mà giấy trắng mực đen ông ghi vô trong cái cuốn giảng là không bao giờ, sẽ không có. Thưa thưa ông hai, sao mà cái đầu năm Thìn thì nước đó thì tự nhiên nó dưng ở mà ngã ba Trung Lương, bây giờ nghe nói dưng nữa rồi, thêm nữa là hạn hán ở dưới Cà Mau khô kinh rồi, đất nứt, nhưng bà con thiếu nước uống lắm. Đó là cái năm đầu năm Thìn này như vậy đó, mình thấy cái khổ hơn nhiều quá không ai. Vì đức thầy cũng có nói, nhưng mà nó mẹo đã hết thì đồng ba dơ dẫn. Đây rồi khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, mà mình thấy trên bây giờ trên đài đó, coi các nước coi nó binh với nhau, bây giờ nó đang tập trận rồi, nó chiến tranh rồi, nó bắn với nhau, thấy không? Đó, thực tế rồi. Bây giờ đức thầy có nói nhắm mắt nhìn ngoại quốc tạm thê, bây giờ ở đây mà mình dòm thấy đó, trên đài đó, đó nó gây với nhau này kia, rồi đây là binh với nhau. Nó thì đây lúc này cũng như tiễn lửa vậy đó, cũng như bàn cờ tướng đó, sắp ra rồi thì bây giờ đi có miên mà coi chừng. Đây rồi nó chiếu cái bí á, nổ cái bom kinh khí nguyên tử hạt nhân lôi lục địa này, mà nếu ăn là thôi, mà thua cái nó nhận nút cá nó hen, thì mình cũng như thể ba con rầy mà bị thuốc ba sa vậy đó, rồi nó chết cái hơi không khí đó. Nhưng mà thưa với quý vị, vì đức thầy nói cái khổ đó, nhưng mà bây giờ cái người tu không sao. À, ví dụ người ta không tu á thì người ta đói, rồi tối trời tối đất á, thì cái người mà tu á thì khổ gặp thú dữ này kia, chứ còn cái người có tu rồi thì có chư thần độ. Cũng như thú dữ hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đang, ai mạng ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Như vậy chứ cái người tu ở chừng đó nó gặp nó cúi đầu, người tu của Phật nó hồng dám đâu. Thì như vậy cái chỗ nào cũng khổ hết trơn ấy, nhưng mà đều có chỗ nào cũng có Phật cứu hết. Cũng như thế ông Tam Tạng, hãy mà mắc nạn rồi đó thì có Phật Bà, Phật xuống cứu. Thì mình đây cũng vậy, đây cho tới cái ngày sấm nổ đó ha, là tới ngày mà lập hội Long Hoa đó, thì nhiều cái hiện tượng kinh khủng. Nhưng mà bây giờ mình nghe lời thầy đi thì có chư thần độ cứu mình. Cho nên quý ông bà cô bác ráng thực hiện đi. Bởi vì tôi thấy cái thời kỳ này không bao lâu nữa đâu. Bởi vì thầy nói đời cùng còn chẳng có mấy năm. Rồi khắp trong thế giới hay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Hay là thầy nói đền vàng núi cấm lộ nay mai. Mặc dầu như vậy đó, nhưng mà biết đâu đêm nay hay ngày mai nó nổ ra bánh là sao. Cái việc trời đất biến chuyển rất gấp lắm. Thầy nói cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, má thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Vậy thì mà không có gì hơn là đức thầy thúc chúng ta tu đặng là sống còn, chứ không có gì nữa. Vậy thì hôm nay cũng có dịp để rồi gặp với nhau, nhắc lại cái việc khổ đó, để rồi chúng ta ráng lo tu khổ ít này, chúng ta thức tỉnh tu đặng rồi sống còn qua cái đời thượng nhân, để chúng ta hưởng cái đời thượng nhân, chứ để qua cơ hội này uổng lắm. Tôi nói dầu quý vị mà có 100 cái công ty xí nghiệp đi nữa cũng không mua được, mình sống quá 100 tuổi. Vì cái đời hạng nhân này đó là con người khó sống 100 tuổi.
Mà bây giờ mình ăn tương la ra, cũng lại la ra, niệm Phật la ra, mà qua đời thượng quan sống tới 10.000 tuổi. Mà khỏi mà cũng ăn, khỏi luôn, không có mệt. Không đau, không bệnh nữa. Thành ra nó quý vô cùng tặng 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đó. Thì cái kỳ này lập thân mà không lập thân được, thành bùn, thành đất, thành nước, thành cây cỏ này kia ở trời dạng kiếp thu. Đó, ở ngoài trời á. Bởi vì kỳ này mà không có phước, không có tu thì không có lên được, không có đầu thai được nữa. Cũng như qua cái đời thượng quan đó, khó mà đầu thai lên. Và có phước, có đức mới được đầu thai, cũng như bây giờ. Nó ta 70 tuổi mới lập gia đình, 80 tuổi mới có con trai, mà sanh có người một à. Ít lắm. Bởi vì đâu có đầu thai trở lại được nhiều. Đó, cho nên bây giờ, đây là có cơ hội này, chúng ta lập thân để chúng ta tiến lên. Nó tiến lên để đặng rồi chúng ta hưởng cái đời tiên. Chứ để qua cơ hội này thì chúng ta bị trầm lưng. Một kiếp không tu là muôn kiếp khổ. Nó thành ra vì chỗ đó mà hôm nay nó có cơ hội này chúng ta tu có lúc rồi mà chúng ta hưởng vĩnh viễn. Vậy thì bỏ qua cơ hội này uổng. Thì như vậy thì chừng 3 tiếng sấm nổ đó, thì Đức Thầy có nói 3 tiếng sấm đền vàng lộ vẻ. Rồi thập bát quốc mới chư hầu giành xé đó, thêm bàn môn tả đạo tranh giành. Thì tới cái ngày sấm nổ đó, là tới ngày đó là tối trời tối đất, là đất giật đêm mê là 7 ngày 7 đêm đó. Vậy thì mình nghĩ trong 7 ngày 7 đêm mà nếu mà không có lửa tối tâm như vậy là sao mình sống? Phải đói phải không? Mà trong khi mà nổ ra rồi đó ha, thì dở cái thế giới của thú nó lên cả muôn bài luôn. Bây giờ nó đang ở dưới cùng một cái thế giới đó. Đó. Hồi trước đó thì Đức Phật Thầy Tây An độ ba con thú, thì cái tấp thú mà không có tu đó nó qua bà độ ôm ở. Nhưng mà nó cũng có cái thế giới nó chừng đó nó dở ra, nó không cấm mà dở ra cũng như thể là xúc chuồng đó. Đó rồi nó lên cả muôn bài. Bao nhiêu người ta mình nói vậy, nhiều người ta nói mình rất thiên cơ bằng cái đó là nói trong mình tính vậy là đúng không vậy không hay? Thì bị gì nhắc lại là của Đức Thầy. Mà nếu Thầy nói không có là Thầy nói để chi? Bởi vì ổng có dặn cái người tín đồ phải nói với ai chứ có sai lời. Mà ổng là ông thầy giáo mà ổng nói mà không có thì làm sao thế giới người ta nghĩ ổng là như gì, phải không? Đúng rồi. Đó, thành ra về chỗ đó mà ổng nói cái gì phải có. Nhưng mà trước với sau, cho nên thế nào phải có. Cho nên vì chỗ đó mà ổng nói là việc thiên lý, một bầu điều khoản thiên là trời, mà cái lý của trời ổng biết hết. Rồi ổng nói thiên cơ được lệnh nên ta nói. Rồi việc thiên cơ cùng tỏa trơn cho bá tánh thường nơi lao lý. Đó, thì ổng nói thiên cơ cho mình biết, cho ổng nói để ổng nghe sao. Đúng rồi. Nhưng con cái bây giờ mình không dám bàn, nhưng mình nhắc lại bởi vì mình cái tâm phàm. Thường nhân là cái tánh tục phàm. Lời của Đức Thầy là ông Phật cũng cao siêu, ông biết trước, ông nói. Thành ra mình đâu có bàn được. Thành ra gì chỗ đó mà mình đoán thôi, rồi nhắc lại lời của ông. Nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ ông Phật cũng nói để đặng cho mình sợ, đặng mình tu riết, đặng rồi mình sống cái đời thượng quan nè. Đó. Cho nên mình nhất định là phải có thôi. Chứ giấy trắng mực đen ông ghi vô đó mà. Nếu không có rồi làm sao mà đối chiếu với thế giới? Thưa ông Hai, thì trong thánh giảng của Thầy đó, ông Hai, Thầy nói là chinh chinh bóng xế về Tây, đối nhân chẳng thế, chắc thầy hề đó là sao chứ ông Hai? Môi là Phật. Thì bây giờ thì nó có ba cái chu kỳ, Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì cái đời Thượng Nguyên là nhiên năng của Phật lập cái liên kỳ hội. Không dự mình tới cái thời Trung Nguyên là Đức Phật Thích Ca lập cái liên sơn hội. Mình không dự cho nên giờ này còn ngồi đây. Thì kỳ này là Hạ Nguyên hạ, thì cũng như mặt trời mọc, là hừng sáng, rồi trưa, rồi chiều. Vậy thì bây giờ Thầy mới chỉ dụ cho cái đời Hạ Nguyên này nó cũng như sẽ sắp mặt trời sắp lặn rồi đó. Bởi vì đời cùng còn chẳng có mấy năm nữa à, thấy không? Thành ra thì còn có mấy năm nữa thì mặt trời sắp lặn rồi. Đó. Mà hai lặn là tối tăm mà. Thành ra vì chỗ đó tối là khổ lắm. Vậy thì bây giờ khi mà cái Hạ Nguyên này nó hết ha, là nó diễn biến nhiều cái khổ. Đó. À, nói gì chỗ đó mà chúng ta biết rằng bây giờ Đức Thầy tỷ dụ cho đây là mặt trời sắp lặn. À, còn lúc nguy đời cùng còn chẳng có mấy năm. À, hay là đền vàng núi cấm lộ nay mai.
thì bây giờ mặt trời nó sắp lặn rồi, cái hậu môn này sắp hết rồi đó, để mà dựng là cái đời sung hơn. À, vậy thì thầy thúc mình ăn cái cho mình biết rằng bây giờ phải tu gấp, cũng như thầy tỉ dụ nhiều cái đời này cũng như thể là tuồng đời như cái pháo châm ngòi, phải châm ngòi thì nổ, hay là chỉ mạnh mà treo chuông, cái chuông nó nặng mà treo sợi chỉ thì thế nào cũng đứt, hoặc là lá ố vàng nó rụng ngựa, thầy cũng nhấn mạnh cho cái là cái đời nó sắp hết chứ không có gì được. Vì khi ngài xuống ngài đặt cái viết vô tờ giấy, ngài nói hạ ơn nay đã hết đời, nay là cái ngày thầy ra đời đó, mà khi hết thì ngài nói phong ba biến chuyển đổi dời, nó nhiều cái hiện tiện như vậy đó. Rồi ngài mới nói thiên cơ khùng tỏ hết trơn, thầy nói nào là giặc giả nè, ôn dịch nè, bệnh trời nè, nước dân lửa cháy nè, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy đó. Đó vậy thì bây giờ quý ông bà cô bác tin đức thầy làm gì Phật, mà ông Phật cũng xuống đây ông cứu mình, ông nói để cho mình nghe, đặng rồi mình lập thân, đặng rồi mình sống còn qua cái đời thượng quan chứ không có hành trang đó. Vậy thì kết cuộc lại cái là thầy biểu mình tu gấp, nói như vậy đặng mình sợ mình tu gấp, mà tu gấp để đặng rồi mình hưởng cái đời thượng quan chứ không có hành trang đó. Cho nên nói nhiều thì cũng chỉ có nhiêu thôi. Bây giờ nói đời cùng đi, biểu mình tu gấp, tu gấp là sửa gấp. Yeah. Mà sửa gì? Sửa sang những cái thói hư tật xấu. Đúng rồi. Mình làm lỗi thì dứt bỏ, giữ những điều răn cấm sau đây. Thì có nhiều đó thì quý ông bà cô bác và dạng cha cũng lại niệm Phật là được coi đời giống có đen á. Còn không hen là đối đầu với những đây là mình lựa nè nghe. Lựa cho tới ngày đó đó. Cũng như cái đồ mà xuất khẩu đó người ta lựa dữ lắm. Lựa cho nó thiệt tốt rồi ta mới vô hộp, ta mới đem sức ngoài. Thì mình giờ đây cũng vậy, cũng như bây giờ bệnh Covid lựa một cái nè, rồi mà thế giới nè, chiến tranh mà tận giặc thứ ba nè, lựa một cái nè, 18 nước vô, 18 nước tranh giành lựa một cái nè, rồi qua liền 5 nước lựa một cái nè, rồi thú dữ lộng hành lựa một cái nè, rồi năm chèo nổi dậy lựa một cái nữa nè. Đó, rồi tối trời tối đất bảy ngày bảy đêm rồi đói khát này kia lựa nữa, rồi tới cái ngày mà vô bốn thẻ được đó là cái đời, cái ngày đó là cái ngày vui đó. Mà làm sao mình vô bốn thẻ được đó thì đó là sống, mà vô bốn thẻ đó là bầm dập lựa nhiều cái lắm, cho nên bây giờ mình ráng. Đó. Hai như đức thầy nói là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ hà thiên linh hiển cơ quan, và nhiều người nói là năm thìn rồi nhiều người hiểu câu giảng này chứ có lệch không nói là thầy về, thì mong ông hai hôm nay giải nghĩa là nói ý nghĩa cái năm thìn là vận chuyển sứ hà thiên đó là như thế nào, nó mô ai đọc hả? Cái cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ hà thiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra. Vậy thì thầy đó thiên cơ, nhưng mà không biết cái thành này thành nào đã lập với nhân hoàng hội. Nhiều thành quá ha. Thành ra gì chỗ đó mà thôi, bây giờ mình nói cái thành này đi, đặng rồi mình ráng cố gắng thực hiện. Chứ lựa thì lựa đây, lựa tới cái ngày sấm nổ đó là lựa hoài. Vậy thì cái năm thành á là rồng, mẹo đã hết rồi, rồng ba dơ dẫn thì nói thành nhiều lắm. Thành ra bây giờ mình đoán không biết thành nào thôi, bây giờ mình nói thành này đi, đặng rồi mình ráng lập thân cho nó mau. Chứ để rồi thí dụ tới cái thành này thiệt tình mà nó có rồi, rồi mình không có vốn, nó không có dự hội được. Vậy thì bây giờ đó, thì cái năm mẹo với năm thành nó hăng nguyên một con giáp này đó, thì nhớ rằng cái cuối cùng của nó là cái năm dậu. Thường khi là gà gá là sáng, mà hạ quân này nó tối nè, mà lập lại cái đời thượng quân là cái đời sáng. Vậy thì bây giờ hãy gà gái là sáng, cho nên thường khi trong giảng đức thầy thì nói dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Nói vậy thì bây giờ mình không biết dậu nào, thôi nói dậu này đi, đặng rồi mình ráng cố gắng thực hành cho mình tu nó cũng chảnh chạy dữ lắm. Thành ra bây giờ quý ông bà cô bác nói đặng là chúng ta ráng tu kiếm mớ, bởi vì khuyên người rèn sớm á, thì xài lâu hư, mình làm sớm á, thì nó có mới vốn á, để đặng rồi nữa mình đương đầu với cái sự mà diễn biến của hạ quan này. Bây giờ ông hai cho con hỏi, nhiều người có nhắc là bốn ông thẻ, dù bốn ông thẻ mới an toàn, tới đó nghe nói là
là cái sấm vang thì nhiều khi đá rồi nó chạy cho muốn không thể là mình nói hay tới cái tích thôi, thôi trong tắt tắt theo một nhiễm thế không hay, rồi mình vô trong võng rồi nó trúng mình rồi sao không hay. À, cái chừng đó chư thần người ta bị gì Đức Phật thầy ra hồi trước á, nói sau này núi nó nổ nó chài ra tới 4 thẻ đó, cái miếng đất đó để chứa những người hiền. À, vô đó rồi mới sống, còn ngoài cái miếng đất đó ha là nước dân lửa cháy đều tiêu hết. Bởi vì khắp thế giới biến di thương hải mới dùng phép màu lập đại thượng quan. Như vậy thì Đức Phật thầy Tây An cấm 4 thẻ đó là cái miếng đất đó sau này đó ha, là cái pháp Bửu Sơn Kỳ Hương đó, là ra khỏi 4 thẻ chư thần ta đuổi ra hết, núi nó chài ra tới 4 thẻ đó. Vậy thì cái người mà có ăn chay cúng lại niệm Phật đó, thì mới được vô đó. À, cũng như bây giờ tôi nói nó không cấm, mà nếu mà không mua vé đó, thì công an không cho vô, phải 20 đồng. Thì nữa chư thần ta cũng giữ cửa, những người tu có ăn chay cúng lại niệm Phật mới được vào đó. À, vậy thì vào đó mới sống, còn ở ngoài đó ha là không sống được. Nước dân lửa cháy hầm tha số bắt đủ thứ. Nó thành ra gì chỗ đó mà cái miếng đất đó là cái miếng đất để dành chứa cái người hiền trong 4 thẻ đó, cho nên chừng đó là chư thần ta cũng đuổi ra hết nè, kêu nó không có ở trong đó, thì đua đá nó nổ nó chài ra đó đó. Thành ra chừng đó đó trong ông ba ông nói rồi, chừng mà sấm nổ đó ha là cái gì mà nó cứng ra đều cũng bị phá hết. Yeah. Cũng như sơn băng được kiệt thị luôn. Sơn băng có nghĩa là tất cả núi đều tan hết. Yeah. Đất bằng hết chứ không còn như vậy chỗ núi này kia đồi nữa nữa không. Bởi vì lập lại cái đời thượng quan là đất bằng phẳng nè. Sông thì bên nước chảy vô bên nước chảy ra. Yeah. Độ thì ngay hàng thẳng lối. Cái là cảnh kia cảnh tiên mà. Thành ra gì chỗ đó mà chừng đó là nó sơn băng kiệt thị là không còn, thị là nước, thành ra nhiều cái khổ. Cho nên quý ông bà cô bác ơi, nếu mà nó nhớ giảng cái đức thầy đó mà lại coi đó thì thầy đã nói thiên cơ, thầy nói hết rồi, nó diễn biến nhiều cái hiện tượng rất kinh khủng đó, cho nên chúng ta phải đương đầu với những cái khổ đó. Nhưng mà rực mai con cái là đức thầy chỉ cho mình quá là dễ dàng được sống. Bởi vì tôi nhắc lại con thầy Ba Đạo mà ông hỏi đức thầy đó, thầy nói thiên cơ vậy thì chết hết rồi sao, làm sao mà sống được. Yeah. Thì ông thầy Ba Đạo mới hỏi đức thầy nó là chúng sanh sắp vướng dương bệnh khổ. Yeah. Tiên dược phương nào được thảnh thơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp hàng ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Thì đức thầy mới trả lời gọn gàng, nó tắt rồi. Thầy nó thành tâm khẩn Phật với lại trời là cúng lại đó, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Nó vì thầy biểu cúng lại niệm Phật là được sống coi đời chứ không có ra, vì nó khuyên chúng sanh niệm Phật đừng coi đời. Nó rất dễ ợt chứ không có gì ra. Vậy thì bây giờ mong rằng quý ông bà cô bác ráng, bây giờ mình á tối ngày mình niệm này niệm kia không à, thôi giờ mình ráng tập niệm Phật cho nó quen. Vì niệm Phật vì Đức Phật Thích Ca trước cái ngày khi mà sắp tịch diệt nhập Niết Bàn đó, ngài kêu các đệ tử dặn 84.000 pháp sau này đều diệt hết, chỉ còn lưu lại 6 chữ Nam Mô Đà Phật để độ chúng sanh. À, vậy thì cái pháp môn tịnh độ pháp... Thành ra Đức Thầy á, lo nổi đối đau giống Lạc Hồng. Thầy cho biết á, bước qua năm thìn này là cái màn gây cấn, thế giới gây cấn, chiến tranh. Chẳng những chiến tranh thôi, còn bão lụt, thiên tai, sóng thần sụp đất. Rồi còn chiến tranh, còn dịch bệnh. Rồi thêm á, cái nạn Đức Thầy nói lo nổi đối đau giống Lạc Hồng. Đó là giống hoặc là nạc là Lạc Hồng, là ý đức thầy nói là thế giới với nước Việt Nam mình cũng chịu đói nữa đó. Nhưng mà mình đói đây á, thì nói ngay đói nó nhẹ hơn cái nước ngoài dữ lắm quý vị ơi, quý vị ráng tu đi thì mình nó đói ít lắm.
chỉ một thật phần tử nào thôi, còn nước ngoài nó đói dữ lắm. Đó, thành ra chỉ có tu mới khỏi. Mà giảng xưa ngài cũng nói mình chỉ có tu mới được cứu lấy mình, mà nếu mình không tu thì cha mẹ anh em cũng không có cứu được mình. Mà chẳng những cha mẹ anh em cứu không được mình, mà còn Phật, thần, thánh, tiên, Bồ Tát cứu cũng không được luôn. Tại sao vậy? Tại vì ông Phật ông nói cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung. À, quý vị cứ tu hành đi, ông cứu, còn mấy người hung là không cứu. Đây là tôi dựa theo giảng kinh của tổ, của thầy, của Phật tôi nói. Thành ra mình có tu thì Phật mới cứu, không tu thì không ai cứu mình được hết. Không anh em, cha mẹ, dòng họ, bà con hay là Phật, thánh, thánh thần tiên cũng không có cứu được. Đây là chia sẻ thật với quý vị vậy đó. Mà dựa vào lại Đức Thầy nói cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thành ra rồi giảng xưa cũng nói một khúc như vậy. Ông nói ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắm nổ vàng thinh hải hùng, sắp đến lúc rốt cùng thế giới, hòa chiến tranh đã, hòa chúng sanh đã tới lúc mùi, khổ nhiều hơn sự an vui, không tu khó tránh khỏi hồi đại tai. Đại tai là cái tai nạn lớn đó quý vị. Thành ra bây giờ Đức Thầy cũng nói đó, sở dĩ sao mà có chiến tranh, có bệnh hoạn, có sóng thần sụp đất, có đói khổ là vì chúng sanh mình cứ làm hung làm dữ không à. Thành ra tới cái ngày á cuối của buổi hạ nguyên rồi, thành ra mới trả quả, thành ra phải chịu nhiều cái nạn khổ sở vậy đó. Rồi giảng xưa cũng cho thầy, Đức Thầy cũng cho mình biết là hạ nguyên lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây đó. Thầy nói lòng dạ đổi dời, hồi xưa ông bà mình biết tu, nhưng mà xới con cháu rồi không có biết tu, cứ chạy theo văn minh vật chất rồi cứ làm hung làm dữ không à, rồi không có tu. Bởi vậy đó, dướng nên nghiệp quả. Bây giờ cái luật trời là hưởng phạt, xét kẻ thiện căn thì ít, còn người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên xuống lâm phàm lộ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ má cơ quyền, khuyên cả thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chào Phật. Mà mình không chịu, mình cứ lo làm hung làm dữ không à. Bởi vì Đức Thầy cũng nói an nam phong quá lễ nghi, đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. An Nam tức là nói với nước Việt Nam mình đó. Hồi đó nước Việt Nam mình kêu bằng nước An Nam đó. Phong quá lễ nghi là cái lễ nghĩa đó, hơn cả thế giới. Nếu con đi đâu xa thì khoanh tay thưa mẹ, con đi chỗ đó, thưa cha con đi chỗ đó, đi mấy giờ con về, thì cha mẹ đồng ý mới đi, cha mẹ không đồng ý không đi. Đi rồi cha mẹ cho đi rồi, khi về rồi cũng khoanh tay thưa cha mẹ con mới về đó. Còn bây giờ đời nay quý vị thấy coi, mới đi tối ngày có gặp cái gia đình nào như vậy không, có lễ nghi khuôn phép như vậy không? Không có. Bởi vậy cái đời sau này đổi dời rồi, đổi dời không có phong quá lễ nghi nữa. Thành ra con người ăn ở theo cái văn minh vật chất, cái văn minh bên ngoài, và bên ngoài là cái thế giới bên ngoài văn minh bằng vật chất, chạy theo cái vật chất, cái khoa học, cái vật chất bây giờ đó, rồi bỏ đi cái văn quá cổ truyền, bỏ đi cái văn minh tinh thần của đạo đức. Thành ra con người mới đi vào cái chỗ khổ, cái lòng tham mới ló ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bự, mới tranh giành cướp giật lấn áp lẫn nhau, mới mua sĩ thế thần, mới lường gạt lẫn nhau đủ thứ mánh khóe. Thành ra mới gây cái tội lỗi nên nghiệp quả. Bây giờ phải chịu trả quả, làm cho người ta đau khổ, lấy tiền lấy bạc của người ta thì người ta đau khổ, thì mình sau này
cái quả lợi tới mình đau khổ vậy đó, mà gây cái quả gì thì phải chịu quả đấy. Thầy bây giờ thầy có nói tới kỳ trả quả ầm ì biết bao, thành ra bây giờ đến cái ngày trả quả, không phải mình trong kiếp này mình hiền, thí dụ như mình hiền nhưng mà bao nhiêu kiếp trước mình tạo rồi nó dồn lại cho mình, cái kiếp nay của mình là kiếp chót nè, mình mới bị trả quả. Thành ra muốn không trả quả thì phải nghe lời Phật. Đó, ông ba ông nói biết nghe lời Phật thì vui, không biết nghe lời Phật là người khổ đau. Nếu lo nghe lời Phật á, thì ai cũng có tội, ai cũng có nghiệp á. Thì biết như vậy sợ phải lo ăn chay niệm Phật làm lành, rồi niệm Phật rồi làm lành làm phước. Đó, phước tăng thì quả nó tiêu. Đó, nước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm tiêu quả hãy khuyên nhau làm. Đó, thì bây giờ mình cải ác tùng thiện, ăn chay niệm Phật làm lành, rồi mình là niệm Phật. Đó, niệm Phật thì cũng được tai quả tiêu, mà Đức Thầy đã chỉ dạy nè. Đức Thầy nói lành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà mới tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Đó, niệm A Di Đà làm lành làm dữ đi thì tan chướng nghiệp, rồi tan chướng nghiệp, nghiệp mới tan thì mình làm lành làm phước nữa thì có phước. Mà ông nói đó, phước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm mới tiêu được cái quả, hãy khuyên nhau làm. Đó, niệm Phật làm lành làm phước giết tiêu quả. Đó, thầy tội tiêu đó, phước mới hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Đó là thầy chỉ dạy vậy đó. Tu y đang như thầy nói là không sai, đúng rằng à. Mình đã gỡ được tội của mình, mà mình được làm được phước, tăng thêm phần phước đức nữa, vậy mới có công cao quá, vậy mới được là sống qua đời thượng quân thánh đức. Hả? Niệm Phật sau này quý vị giữ theo lời thầy chỉ dạy đi, thì ăn chay niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con người lành Phật giáo, thì thành ra tu như vậy đi. Hả? Giàu nghèo mà biết tu hành đó là cũng quý lắm. Giàu mà tu hành cũng quý nữa, chứ không phải nghèo tu hành quý, mà giàu tu hành quý, giàu nghèo tu hành cũng quý hết. Nhưng mà cái người giàu mà không biết tu hành, mà cái người nghèo mà ta tu hành thì sau này ta sung sướng hơn nhà giàu nữa. Là vì sao? Thì Đức Thầy có nói nè, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật, sau ngày sau này mới bằng bạc muôn. Bạc muôn đem lại mua cái công tu người ta không có đổi đâu, thấy không? Đó là bây giờ á, giàu có mà không biết tu thì trong cuộc sống của mình đâu phải mình làm phước nhiều đâu, mà làm lành ít đâu, mà là mà phước nhiều mà làm là cái tội ít đâu. Người luôn luôn lúc nào sống trong cõi đời này là phước ít lắm, nhưng mà làm tội là nhiều. Chỉ một nói sơ hở thôi là cũng bị tội rồi. Chỉ có khởi ra một tiếng nói thôi là thấy có tội hay có phước rồi. Chỉ có nghĩ một cái nghĩ thôi, muốn lấy đồ kia thôi mà không lấy á, cũng cái tội rồi. Chỉ gật đầu cũng thấy tai ương, chứ đừng có nói chủ trương đi lợi đó lấy của người ta mới tội. Thấy không? Chỉ gật đầu thôi, người ta rủ mình gật đầu đi. Vậy thôi là cũng thấy là cái dưới cái tội rồi đó. Chứ đâu cần á, đâu cần tới chỗ đó lấy đồ người ta mới tội. Thành cái lý đạo nó cao siêu như vậy đó. Phải hiểu tới rõ như vậy, chứ không phải lợi lấy đồ người ta mới là tội. Thấy không? Thành ra mình biết cái chỗ đó tội đó, thì thôi mình tránh. Tu á, thì phải tránh tội, tránh việc làm hư hèn, tránh việc làm là hại người ta. Đó, tu mới kết quả. Đó. Nghèo thì cũng ráng cháo rau, chớ đừng gian xảo thì ngày sau mới thanh nhàn. Đó lời thầy dạy làm y đăng như là thầy dạy là không có sai. Nữa Đức Thầy về cứu mình 100%. Nghèo thời cũng ráng cháo rau, chớ đừng gian xảo trộm cắp. Ha, gian xảo là trộm cắp. Đó, gian xảo mưu sĩ thế thần lường gạt người ta. Đó, thì sau này thanh nhàn. Nếu làm ngay thẳng đúng đắn chân thật
người dòng họ anh em bà con ruột thịt cho tới người sớm chòm xã hội tới người thế giới bên ngoài cũng là mà là một lòng chân thật, không có gì giả dối hết, không có gì màu mè hết, sống như vậy đó mới được. Còn sống mà khác với cái này rồi đó, có tâm bất chánh chút đó là không được nha. Có cái tâm mà lường gạt chút, nói ra láo dốc chút cũng được, không được nữa. Có cái tâm mà xiêm bớt một chút xíu cũng không được. Bởi vì cái thầy của nó rõ ràng, làm Phật Nhi thì phải được lòng thành. Phật Nhi là gì? Phật Nhi là Phật nhỏ. Phật nhỏ tức là Phật tử. Phật tử tức là con của Phật. Mình muốn làm con của Phật á, thì phải học y theo hạnh ông Phật. Đó. Mà xưa Phật làm thế, nay mình cũng làm thế, thì mới tức nhiên ngộ kế Phật Ngài. Phật Ngài á, hồi trước á, Ngài từ bi hỷ xã, Ngài cứu thế độ đời, Ngài cũng làm phước làm đức. Đó, cái kiếp trước của Thái tử Sĩ Đạt La đó, của Phật Thích Ca đó, là Ngài làm Thái tử, nhưng Ngài bố thí bất nghịch ý. Nghĩa là của cải ổng á, ai lại xin cái gì cho nấy, xin gì cho nấy, tới cái nước mà xin xe ngựa của ổng là ổng cũng cho luôn. Cho hết tiền bạc rồi mà tới cái xe, con ngựa kéo xe ổng, rồi là ta cho, rồi ta lại xin xe ngựa là cho xe ngựa luôn. Rồi tới nước xin con, xin vợ cho luôn. Đó. Cái người thường thế gian mình khó làm được vậy đâu quý vị ơi, không có dễ đâu. Chúng sanh mình ai khó ai làm được vậy. Nhưng mà Ngài có nhiều liên kiếp rồi, Ngài mới được có cái tâm mà đại hùng, đại lực, đại giác như vậy đó, Ngài mới bố thí hết. Rồi kiếp sau lại đó, thì Ngài mới thành Phật đó. Bố thí bất nghịch ý. Bây giờ cả thế giới này có cái quý vị nào mà giàu cỡ nào mà để cái bản bố thí bất nghịch ý không? Không có. Không có bố thí bất nghịch ý. Mình muốn cho người, muốn cho giúp Ngài tấn gạo, đem tấn gạo cho thôi. Chứ không có ai bố thí nghịch ý hết, bất kinh ý hết á. Thành ra mình còn nghĩ cho bản thân, còn nghĩ cho con, cho cháu. Mình bố thí mừng nào cũng phải giữ chỉ chữ lợi để mình sống tu dài hoài, chứ đâu phải mình cho hết để gì mình sống. Thế thường nó vậy. Như vậy đó, thì những cái người mà trong chùa, những ông ở cam ở cốc, ở một mình mới có thể là làm cái hạnh Đức Phật Thích Ca được. Mà những gì đó bây giờ chưa làm được nữa quý vị ơi, chứ đừng nói mình tại gia cư sĩ. Nói đi còn xét lại, những cái vị tu sĩ sống mình nên trong cốc, những cái ông hòa thượng trong chùa, không vợ không con, không có gia đình gì hết á, thân quyến của nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng, chứ không có riêng một chúng sanh nào hết. Thì ra các nhà sư thân quyến đây cả thế giới này lận. Cái tâm rộng rãi gì như Phật vậy đó. Còn mình là tại gia cư sĩ thì mình làm sống, vừa làm vừa tu, vừa làm ăn ngay thẳng đúng đắn chân thật chứ quý vị ơi. Chứ cái hạnh của đó thì mình làm không nổi. Quý vị ở trong chùa hòa thượng mà chưa làm nổi được việc đó. Các vị ở cấp ở am cũng chưa được làm gì, thì mình tại gia cư sĩ thì cứ ăn chay niệm Phật làm lành, cũng đồng giải sát siêu sanh Phật đài. Chứ mình tu hạnh cao quá, mình đem ra bố thí hết rồi con cháu mình rồi làm sao. Thành ra cũng phải cho một mớ nào một mớ, rồi mình giữ chữ để mình sống, mình làm mình sống nữa. Chứ mình bắt chước như Đức Phật Thích Ca là không có được nha quý vị. À, tố nào theo tố nấy. Ổng là có đại hạnh đại giác rồi, còn mình là chúng sanh chưa có được đại hạnh đại giác, như ổng mình làm không nổi đâu. Mình làm rồi mình rớt dọc đường đó. Thành ra phải vừa làm vừa sống vừa tu đó. Vừa làm vừa sống vừa tu, vừa làm vừa sống mà không tu là sống vô nghĩa như cây trên rừng. Đó là cậu hành sĩ nói đó, tôi đọc theo cái dẫn cậu hành sĩ đó. Chầu cho sống 100 năm, sống được 100 tuổi đi, mà sống không đạo nghĩa, không vô nghì đó, sống mà vô nghì là sống như cây trên rừng, chứ không ai nhà nhỏ chứ. Chính là bản thân của mình làm cho bản thân mình để lâm vào cảnh địa ngục, lâm vào tội lỗi rồi nhiều rồi xa xuống địa ngục, chứ mình không giúp được mình nữa thì mình đâu có giúp được ai. Khi nào mình tu hành đi, mình giúp được mình đi,
rồi mình mới giúp người ta. Cũng như người té dưới sông, thì mình muốn cứu người lớn dưới sông thì mình phải biết lội mới nhảy xuống cứu người dưới sông được. Thì mình không biết lội, mình nhảy xuống mình cứu dưới sông thì hai người chết hết. Lên đường luôn phải không? Hai người lên đường đi về Tây Phương Cực Nhập gì đó. Đó là về Tây Phương Cực Nhập đó, chứ không phải cực lạc. Thành ra người tu phải có trí huệ, thông minh sáng suốt, phải biết nào đúng nào sai. Giúp cái gì được thì giúp, giúp không được thôi. Ngoài sự cái sức của mình thì mình không giúp được. Mình không biết lỗi thì mình không dám xuống vớt. Lên là chết chùm luôn. Nếu mình nhảy xuống vớt, thấy người ta vớt, mình thương xót người ta quá, mình nhảy xuống mình vớt là chết chùm luôn. Đó. Như vậy á, mà cái hạnh vô quý thí á, cái đó là cái hạnh vô quý thí đó. Mà nếu ai làm được như vậy đó, là một kiếp này là thành đạo luôn. Có ai làm nổi vậy không? Tài thí nè là đem tiền bạc vật chất bố thí. Pháp thí nè là nói pháp, nói cái lời của Phật, của thánh, của tiên, để cho người ta nghe cái lời của Phật, thánh, tiên giác ngộ tu hành. Đó là thí pháp. Tài thí, pháp thí. Còn vô quý thí á, đó là cái hạnh tôi nói đó. Thì cái hạnh này ít ra làm được lắm. Mà nếu ai làm được vậy á, không sợ chết mà cứu người ta đó, được hay không gì, thì cũng cái hạnh bố thí là cũng được phước đức. Không chừng quý vị mà gan mà xuống cứu người ta, thấy người ta nhiều người chết quá, gan nhảy xuống cứu được người hay người rồi thì mình chết, thì được cái hạnh vô quý thí. Hạnh đó cao. Nghĩa là quý vị chết một cái xác thân này chứ kiếp sau người quý vị tròn cái đạo đó. Biển khổ mênh mông quay đầu thấy mé, là ý đạo nó vậy đó. Ví dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ giác tất cả sự đời không ô nhiễm gì gì đi, ráng niệm Phật làm lành đi, một ngày một thôi, ngày mai mình chết liên đài cũng mắc lên. Đó là một kiếp tu rồi đó, chân chánh rồi đó quý vị ơi, chứ không phải sống 100 tuổi tu 100 năm mới thành Phật được. Không phải vậy. Cái người sống 100 năm mà tu hoài vậy đó là công cao quá vậy. Ha? Công cao quá vậy. Sau này sẽ ngồi qua sen cao. Còn bây giờ quý vị hồi nào giờ ăn chơi không à? Không tu không hành mà không làm ác, không làm ác hung, nhưng mà cũng có tội nha, chứ không phải không có tội. Nhưng mà bây giờ thấy giảng kinh của Phật, của thầy nói hay quá, chỉ dạy cho là ổng tiên tri nói cái gì cũng đúng hết. Nếu mình không tu thì mình cũng khổ, bị chiến tranh nó giết mình chết, bị cái tai dịch bệnh mình vướng vô cũng chết, bị đói khó cũng chết, chết đói cũng chết. Đó. Rồi bị trúng gió cũng chết, tai biến cũng chết, tre dưới sầm cũng rớt cũng chết, ta là đủ cái nặng chết hết á. Thành ra mình sợ vậy. Mới giác ngộ bữa nay thôi, nhưng mà mình bỏ hết, đừng ô nhiễm, tham đắm một vật gì vào tâm mình hết, không ưa thích một vật gì ta trong tâm mình hết. Khởi tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thành khẩn, hết lòng hết ý niệm Phật. Ngày mai mình chết, rồi liên đài cũng mắc lên. Đó là Phật nói chứ không phải tôi nói nha. Chứ đừng có đây, tu lâu mà chẳng chùi lao, không bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thỏ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khổ bò đi. Niệm lia chỉ có một thì, đâu bằng người bộ ngổ bộ mỗi bữa chiên chỉa câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không nhẫn kiên là tu luyện khó thành. Thấy không? Đó. Bây giờ á, ví dụ ngày nay mình hối ngộ đi, vụ đời đi mà ngày mơ mình tới số mình chết, liên đài cũng mắc lên, là một kiếp tu rồi đó quý vị ơi. Bị mình giác ngộ rồi, là mình vũ sạch trong bụi tâm, mình không còn dính giác một cái vấn gì trong cái xã hội này nữa hết, thì thành tâm niệm Phật thì một ngày đó là trong sạch tội hết rồi đó, là được liên đài ác lên rồi đó. Còn mà mình tu cầm chừng ai sao mình dạy đó thì cho rồi ngày qua đó thì đó là tu lương khương lơ mơ, không tin tưởng hung, thì cái đó tu nó cũng được vậy, cũng có phước mà ít, mà không biết chuộc cái tổ mà trừ qua cái tổ mình được không, đủ chưa cái tổ chưa nữa, thấy không? Nếu có dư đó, thì mình mới còn, mà nếu mà nó thiếu thì mình không còn đâu, là mình phải theo luật nhân quả mà đào thải thôi, luật của trời đã thưởng phạt thôi, không có trả khỏi. Mình không có tên trong bản phong thần đâu, mà cái người có dư phước, cái tội có năm mà là phước mười đó, ta từ cấm ta còn xem trần có nổi vui cười,
lo giàu lo lợi chẳng rồi bó dân. Đó, lo cho mình giàu sang, cho mình sung sướng, lo cho làm ăn cái gì cũng lợi lạc gì mình xong. Rồi thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chứa. Nhớ là Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mặt chính giao. Đây là mình nói chiều là mình nói mất phương pháp chắc phát vậy thôi. Chứ quý vị hiểu giảng kinh tổ thầy rồi, cũng hiểu khúc đầu khúc đuôi hết. Đây là tôi nói tắt tắt khúc sau cho nó gọn, cho nó kịp cái buổi chiều này. Bây giờ cũng đây cũng 3-4 giờ mấy vậy rồi. Dạ. Thẳng tối tham bất cứ chuyện gì, giàu số xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật chính giao. Kẻ tham ăn kê miệng liếm giàu, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Rồi ông nói thêm là tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thì thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Rồi ngài mới nói, Đức Thầy mới nói lại là, Thầy nói thôi, thà nghèo xanh hơn, thanh hơn giàu mà trượt. Lo dung trồng một cõi phúc về sau. Thôi, giờ tôi thà nghèo xanh hơn giàu mà trượt. Lo dung trồng cõi phúc về sau là lo tu hành đó, để gây cái phúc đức về sau. Đó, sao như vậy đó, giàu nghèo đi nữa. Thì ông cũng nói, nghèo thời dùng đỡ cháo rau, chớ đùng gian xảo, ngày sau mới thanh nhàn. Còn gian xảo là sao tiêu hết. Gian xảo là tiêu hết. Còn là chớ đừng gian xảo, là ngay thẳng đúng đắn, thì rằng ngày sau mới còn. Lo giàu lo lợi chớ rồi bớ dân. Rồi ông nói là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơn quải mới là có chi cúng nấy. Vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi. Có đền phải đáp cho dân. Phải đền, phải đáp cho tròn mới hay. Đó, thành ra mình tu hành nhưng mà phải tu đạo hiếu trước quý vị ơi. Tu đạo hiếu nó nằm trong cái tứ ân, mà đền đáp tứ ân rồi tu lên Phật lên tiên mới được. Chứ mấy tự vị là không đền đáp hiếu thảo cha mẹ, không trung với đất nước, rồi không có là đáp cái ân là tam bảo, rồi không có đáp ân đồng bào nhân loại, thì quý vị tu lên Phật tiên cũng không có được. Nước thân nhất không bước, thứ ba thứ tư rồi là bước không được. Thành ra tu là phải lần ở dưới tu lên vậy đó. Tu đạo nhân cho rồi, rồi mới đạo Phật đầu tiên mới được. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu, đạo tiên diễn hỷ. Trước tu, muốn tu đạo tiên thì trước phải tu đạo nhân. Mà nhân đạo không tu thì đạo tiên còn xa lắm vậy. Thành ra đó. Rồi á, cái sự tu hành này đó, thì Đức Thầy cũng á, nói qua con rồng này đó, năm nay á, thì Đức Thầy nói đó, bước qua năm rồng là cái tai nạn chiến tranh, rồi dịch bệnh, rồi đói nữa. Vậy ta. Đó, khổ đau chết chóc chia lìa, nhân sanh trong lúc đầm đìa nặng tay. Nạn người khắp Đông Tây Nam Bắc, là nạn người là nạn gì? Chiến tranh. Người với người súng gây nhau quánh nhau không, không thấy bây giờ bắt mà lên mạng thôi, nó gây cắn tùm lum đủ thứ hết, một nước mà nó gây cắn không là không có trốn được khỏi. Thành ra phải tạo phước, phải làm phước, phải tu hành. Thành ra bởi chia sẻ với bà con phút này nữa nha. Trời hạ quân nhiều người phá phái, tu mà không nhẫn nại khó thành. Phải thật tu thì mới thực hành được mới thành Phật được. Chớ tiếc của mà mong có phước, phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, linh không thể nào sinh ra được. Cho nên muốn cho mình có phước, hãy bố thí đi cho có tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiêng thì hãy tu hành chính chăng. Nè, ông giác cho mình biết nè. Thú vật biết tu còn linh đặng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu.
phải thật tâm tu luyện cho ở lâu, chớ lòng muốn cho mau không được. Sau tu thì phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt lên mây. Người tu thì phải nhịn việc trần ai mới thành Phật vượt ngoài sanh tử. Cọp dữ biết tu thì hết dữ, người hung tu thì phải bỏ hung. Đã tu hành còn tánh hung sùng, sanh với loại thú hùng còn kém. Gánh trần tục hải mau quăng ném, để rảnh ràng quay ghém sự tu. Nào dù hương bát nước công phu, nào tịnh niệm Di Đà Phật. Lượng sống khổ mặc dầu chất ngất, vượt dòng dây của lũ yêu ma, để đến gặp A Di Đà Phật Tổ. Đó, nó vượt dòng dây của lũ yêu ma là nói gì? Tham lam sân nộ mới di thất tình lục dục. Nó nói gì? Nhãn nhĩ trở thiệt thân ý. Nó tứ độ tường thủ sắc tài khí. Những cái chuyện cái cảnh cám dỗ dưới thế gian này mình bỏ hết, mình quay vô tu hành niệm Phật là nó mau lắm quý vị ơi. Đó, chúng sanh muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lầm thầm bỏ đi. Cái gì hồi đó Đức Thầy có nói á, tu sao cho mau đắc đạo thầy, tín đồ hỏi vậy đó, Đức Thầy mới nói thầy ông tu muốn mau đắc đạo á, thầy những cái gì hồi trước ông ra cha mẹ ông cho ông cái gì thì ông giữ y nguyên cái đấy, ông đừng tạo nữa vậy thôi. Đó, thì bây giờ mình sống ở đây mình tạo đủ thứ. Còn nói gì mặc đồ mặc thì nó bình thường rồi. Còn ngoài ra cái chuyện gì đó, mình đắm là mình mê nhiễm hết đó quý vị ơi. Phải loại bỏ cho nó hết. Tâm nhất định, vô nhất vật. Không còn một vật gì mình dính líu, mình thương mến hết, mình tiếc hết. Xài thì cũng xài, mất là bỏ. Xài cũng xài, hư là bỏ. Không tiếc nuối. Không bị nó sai khiến mình. Mất rồi rầu buồn, thương tiếc. Đó. Là cái gì cũng số hoạn. Thôi nói tới đây thì xin chia sẻ, nhưng mà không tới đây cũng chiều rồi. Thôi xin kết thúc là dài nơi đây. Đó. Chớ tu mà còn nhiễm ô quá xá thì tu không có được, không có thành quý vị ơi. Thành ra bây giờ chia sẻ với bà con nhiêu đây. Xin tạm dứt là dài nơi đây. Trước khi dứt lời xin thành tâm chúc quý vị gia đình được mạnh khỏe, vui vẻ và tròn đầy hạnh phúc. Rồi mặn ăn được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, được muôn điều như ý.